Em cho anh quốc em cái thử coi nó có hiệu ứng gì em. Báo 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 báo. Lên 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 lên. Ôi, hello mọi người, cả đây, cái gì quăng gì cho anh á. Hôm nay thì ca mới, Green mới tuyển được cho ca từ một hành tinh khác, hành tinh xa xôi. Bạn ha ha này, chuyên sinh tồn trong mini world, là ông cụ, ông tổ trong làng sinh tồn. Giới thiệu hoành tráng cỡ đó mà tí vô làm ăn không ra trò, tôi chịu á. Thì hôm nay sẽ vô chợ giúp ca. Khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. Hình như mọi người quên gì đó rồi. Quên đăng ký kênh cho ca. Mọi người đừng quên cho ca xin nhẹ một cái nút đăng ký dưới để khích lệ tinh thần ủng hộ ca tiếp tục làm clip cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, tiếp tục clip nè. Như mấy phần trước mọi người đã coi thì ca cũng đã xây được một cái ngôi nhà bé bé xinh xinh ở cái ngôi làng này. Nhưng mà cái ngôi nhà nó có đúng một chất liệu duy nhất, gỗ. Một bữa nay ca muốn cải tiến ngôi nhà này ra cho nó ít nhất cũng phải 2 tấm, hiểu không? Phải đổ tấm lên, phải có lầu các kiểu. Đây, hai ha thì Hi Hi, bạn này tên Hi Hi nha, gọi là Hi Hi nha. Hi nha. Nãy giờ xài đồ đá ta. Đi vô đây, vô đây. Đây cho bạn ha ha cái rìu titan nè, cúc titan nè. Đó, rồi nha. Ok anh. Đó, nhiệm vụ của em thì em biết có cái đồ em là phải làm gì rồi đó, em đi kiếm về mấy cái để mà chế tạo ra cái gì em quên mẹ rồi nha, cái gì nha. Đúng. Cái gì mà để nhét vô tàu vũ trụ á. Ok em biết. Ở đây anh có hai viên, anh có hai viên bỏ trong này nè em. Anh có hai cái nè, chạm năng lượng không gian sát anh bỏ trong này nè. Đây, Ellie em có đồ titan gì chưa? Ở nhà em chặt cây, em đem cây về em làm bích một cái rương cho anh đi. Cái rương này rương chữ đồ nè, bên đây nè, em chặt gỗ về bích hết cho anh. Anh đưa em cây rìu titan nè. Nè nè nè, đưa em cây rìu nè. Đó. Dụ em đi chặt cây về. Hey, bây giờ đó, có đồ gì ngon cho em hết rồi đó mà em. Ở đây đây cho em luôn cái đồ chèo nè. Có cái gì ngon là cho hết rồi đó mà làm ăn. Ủa, anh cho em chưa? Kiếm thì khá yếu. Đây cho em cái kiếm tự vệ nè. Ellie ơi. Em chưa lấy được cái kiếm à? Ủa, em chưa lấy được cái kiếm hả? Ờ, anh chưa quăng rồi lấy gì em lấy. Đây. Nhưng phải biết cách chế gỗ khác đã. Cái nhà mình nhìn nó lỏ quá em ạ. Nó có mỗi cục gỗ, nó còn thua nhà của mấy người dân làng nữa. Đồ gõ tàu mà tự nhiên thì không bằng nhà của dân làng. Trời, mình vô nhà dân làng cướp mẹ nhà nó mình ở, mẹ cho lẹ nha. Ấy à. À, đây là nhà của anh nè. Em xin miếng cá anh ạ. Khổ, anh câu cực khổ, anh về cứ anh cất rương con nào là mẹ mất con đó. Cứ anh về anh cất con cá nào là mất con cá đó. Anh ơi, anh kiếm tìm được đình rắn này. Đình rắn á? Ủa sao anh kiếm qua ra bên kia kiếm ra hay vậy? Đu đi. Chắc nhưng mà như anh ca lái là sao á? À, lái cái chỗ mà để triệu hồi là sao? Anh lấy, à vậy là cái chỗ triệu hồi anh đang để ở nhà nè em. Đúng rồi nè, hai cục anh để ở nhà. Anh tưởng được cái đồ trang trí anh vét gì anh bỏ nhà nè, cần không để anh đem qua bển cho. Anh thấy hai mặt cười, anh tưởng đó là đồ trang trí đi về nhà anh gắn lần hai cái luôn nè. Ủa giờ mình chịu hỏi nhà được không? Không ai, chị đâu lên rắn. Khổ vậy mà tôi lên clip mà chả ai chỉ tôi luôn à. Đây sẽ là cái nền móng đầu tiên cho ngôi nhà màu trắng của chúng ta. Hello anh ca. Bánh anh nè. Ôi ôi nhiều sao quá anh ơi. Nhớ đây. Em mới phát hiện sao của anh tăng lên nè. Mà anh mà gặp thấy con một mắt anh đánh nhiều hơn chưa? Anh như đủ 10 cái cục của anh. À, tinh thần sáng tạo á hả? Mình đi giết thôi. Trời mấy con đó giờ tuổi gì với anh đâu mà. Tụi nó ơi, bữa nay biết nhiệm vụ là gì không? Tao tụi nó giờ anh chán tụi nó rồi, tụi nó yếu quá, đúng không? Khi nào mà anh hết đồ bơi á, ít chết mày lại rớt xuống nữa rồi. Khi nào mà anh hết đồ bơi á, anh mới đi kiếm tụi nó nữa. Còn hải tặc nào to hơn mấy con đó không ta? À, cái này cái gì đây? Đâu ra cái này vậy? Tự Mika đây à? Tự Mika hả? À, tự Mika hả? À, đấy á. Kiếm cái độ bền này. Đây, độ bền cộng 230%. Em vừa cũng được cộng độ bền xong. Một mớ luôn. Kiểu phụ bỏ cái lõi chớp nhoáng á. Ý, anh có cái lõi chớp nhoáng nè. Ý, anh bỏ vô. Rồi, chớp cấp 5. Thợ săn giả nhân. À, em cho anh quốc em cái thử coi nó có hiệu ứng gì em. À, anh đánh đi. Ôi đẹp. Nghĩ ra anh cần làm sao của anh. À, báo. Báo hả mày? Đâu rồi? Đâu rồi? Thử rồi. Sao anh không đập nó luôn đi? Thử rồi. Nó đâu rồi? Lên cây luôn á. Chiều gái báo lên cây luôn mọi người ạ. Ảo tao tí. Nó không xuống được luôn kìa. Ừ, với đó chở luôn. À, tao không giết mày đó, tao bỏ mày chở luôn, tao không thèm giết mày luôn á. Con báo gặp báo thủ.
trong làng này giờ ngoài em trưởng làng không còn ai cả. Ừ, sao dân làng đâu hết rồi? Hôm qua lúc vừa về lúc anh kêu á, em có một thằng dân làng nó đang ngủ á, em lỡ đánh nó một cái, không cái gì nó bỏ đi luôn. Hỏi xem tại sao dân làng đâu hết rồi, cái nó quánh anh. Trời ơi mọi người ạ, Grin nó quýnh dân làng bỏ đi hết rồi mọi người ạ. Ê ê ê ê ê ê, nên Grin ơi. Đã đóng giùm cánh cửa rồi. Nó đóng rồi. Để cho mày ra. Con ăn nó mình cởi nó rồi mình không xuống được. Ê dâu mọi người ơi, vậy là Ca với lại có bạn Hi Hi rồi Grin, nói chung là team của Ca ở trong Mini World này đã hoàn thành xong ngôi nhà mọi người thấy không? Có thôi, ì một mình phải trang trí thêm một mớ đồ ở bên này nè. Bên hông nữa nè. Chỗ trồng trọt, đây là chỗ nuôi nè. Đang nuôi hai con tê giác. Đó, chỗ này dưới này nè chuẩn bị sang bằng chỗ này đập banh cái nhà này của dân làng luôn. Dân làng bỏ đi hết rồi mọi người ạ. À. Grin nó vô nó quýnh dân làng, làng bỏ đi hết rồi. Ừ, em quýnh con thằng duy nhất hả? Ừ, em quýnh thằng nhưng quyền làng bỏ đi rồi. Em có nghe câu một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ chưa? nó đó. Làng Mỹ Quốc. Dân làng đoàn kết làng lắm. Nhưng mà kệ không sao, làng này bỏ đi thì quyến làng này là của tụi tôi thôi. Đấy, ngôi nhà của Ca đây. Ca với mọi người đã xây xong cống khói đàng hoàng rồi thấy không? Xịn không? Xịn không? Có tầng đàng hoàng nha. Đi. Vô cho mọi người tham quan cho mọi người biết. Đấy, mới vô là sẽ có bức tranh nghệ thuật do chính tay Ca vẽ. Thật ra là Ca đi ăn trộm của cái trong ngôi làng thôi. Vẽ. Đây là cái cửa ra bên chỗ cái bên con kênh bên này, bên bờ biển. Chỗ này sẽ có hai con thuyền để đi khám phá. Đó, đây là cầu thang đi lên, chứ này có hai cái tủ đựng đồ. Cầu thang đi lên thì sẽ có một cái tầng ở trên này, tầng trên này là chỗ đang ngủ, cây là còn đang xây thêm trên này. Đây có cửa, có bàn luôn nè mọi người thấy không? Nay mai làm thêm hai quả ghế nữa là đẹp liền. Có bàn nó ngồi ngắm cảnh nữa không? Ở trên này nó không sáng nhờ. Đúng không em? Cái đuốc này mình cắm vô cũng chả thấy sáng nữa. Trên này nó không sáng ta. Mọi người ơi, mọi người có biết lý do tại sao mà cái tầng 2 của nhà Ca nó không sáng không mọi người? Đó là bình luận chỉ Ca với nha. Sao Ca làm ngoài mà nó không sáng ta? Ta thui à. Rồi, ngủ bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau tiếp tục của Mini World. Ca sẽ làm series này dài dài. Tới khi nào mà Ca giàu thiệt là giàu, ở đây ngắm qua cái tháp chuông mình đình thờ bên kia.